Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn với các bạn một website giúp cho các bạn có thể kiếm tiền online và kiếm tiền thụ động một cách dễ dàng. Đó chính là Fastlet. Thì Fastlet là gì? Và bạn có thể kiếm tiền với Fastlet bằng cách nào? Thì Fastlet là một website giúp các bạn có thể kiếm tiền qua việc like và share những cái quảng cáo từ Facebook cũng như là YouTube và Google cộng và Twitter. Thì đây là website của Đức và rất được nhiều người tin dùng, nên các bạn cứ yên tâm về độ tin cậy của nó. Thì với Fastlet các bạn có thể dễ dàng thu nhập từ 0.7 đến 2 euro một ngày, và chỉ cần các bạn có tài khoản Facebook, Twitter, Google cộng và có hình avatar và có kết bạn trên đó là các bạn có thể tham gia được rồi. Hình thức rút tiền là chúng ta sẽ sử dụng PayPal nha các bạn. Hình ảnh trên minh họa thì mình có để rõ, các bạn thấy chúng ta sẽ cần 15 euro thì chúng ta có thể rút tiền được. Mỗi ngày chúng ta đã kiếm được 0.7 đến 2 euro lúc mới bắt đầu. Sau này các bạn có thể kiếm tiền nhiều hơn thế nữa. Thì để đăng ký thì chúng ta phải làm như thế nào? Trước tiên các bạn vào cdhay.com, các bạn click vào link của mình. Ở đây có một cái link, các bạn click vào. Các bạn click vào thì các bạn sẽ được chuyển đến trang chủ của Fastlet. Thì ở đây các bạn bắt đầu đăng ký cho mình một tài khoản để bắt đầu kiếm tiền. Thì các bạn thấy số lượng người sử dụng rất là nhiều, thì thể hiện cái độ tin cậy của website này. Các bạn vào đây, các bạn thấy những cái phần mục chính của nó nè, rất nhiều phần. Các bạn có thể quảng cáo Facebook, YouTube và Google cộng nữa. Nó có những phần, nó có kết nối chúng ta để chúng ta mua điểm để chúng ta tăng lượt view cho Facebook cũng như là website của chúng ta nữa. Thì phần này mình sẽ hướng dẫn sau cho các bạn. Rất nhiều thứ hay. Các bạn thấy rất nhiều mục. Các bạn thấy nó có cho chúng ta mua lượt like, fanpage nữa nè. Chúng ta mua trên này thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn các bạn sử dụng những cái dịch vụ những công ty quảng cáo hiện nay. Đây, các bạn chọn tài khoản, tạo tài khoản ha. Mình hướng dẫn các bạn chọn create an account ha. Thì nó mở ra một cái ô, các bạn nhập vào những thông tin cơ bản của các bạn để đăng ký thành viên. Ở đây chúng ta nhập họ tên, username, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và email. Ở đây các bạn nên sử dụng Gmail nhé. Các bạn nên sử dụng Gmail thì tốt hơn. Đây, các bạn nhập email và xác nhận địa chỉ email và bắt đầu tạo tài khoản. Khi đăng ký xong thì website sẽ thông báo cho chúng ta là tài khoản đã được tạo và có một đường link kích hoạt tài khoản, nó sẽ được gửi vào mail các bạn. Các bạn đợi khoảng một phút thì email nó sẽ nhận được cái thông báo này. Thì mình tiếp theo là mình sẽ kích hoạt cái email này lên. Đây, mình kích hoạt cái đường dẫn này trong email lên. Nếu các bạn đang làm văn phòng á, thì khi mà các bạn kiếm tiền với Fastlet này á, thì nó rất tiện lợi, bởi vì mình có nhiều thời gian mình rảnh á, mình có thể tận dụng mình kiếm tiền với nó rất đơn giản. Đó, các bạn thấy nè, nó gửi cho mình một cái xác nhận rồi nè. Các bạn click vào nhé. Ở đây có cái link, chúng ta click vào. Chúng ta đợi một chút nó load nha. Rồi, đây. Chúc mừng là chúng ta đã kích hoạt thành công. Thì bây giờ có thể đăng nhập. Đăng nhập bạn sử dụng thông tin lúc nãy nhé. Username và mật khẩu. Username, mật khẩu. Chúng ta login vào. Đó, các bạn thấy đăng nhập và thành công thì
Ở đây nó sẽ liệt kê ra những cái phần chúng ta có thể click quảng cáo để mà kiếm tiền. Đó là những mục chính như là Facebook, Twitter, Google cộng. Các bạn click vào phần Connect của Facebook nhé, để nó kết nối với tài khoản Facebook các bạn, để các bạn có thể like like những cái trang fanpage khác đó, để các bạn kiếm tiền. Đơn giản là các bạn chỉ cần like là các bạn có tiền thôi. Đó là một dạng Facebook. Mình sẽ nói từng dạng một cho các bạn nắm. Đó, các bạn bấm vô đó để nó cái tài khoản này của mình đã kết nối với lại Facebook rồi nên nó báo là không được, để mình sử dụng tài khoản khác. Thì lúc đầu mình đăng nhập một cái username khác trên Fanplay nè, mà cái đó đã kết nối với tài khoản Facebook của mình rồi thì nó báo. Nếu các bạn tài khoản Facebook các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ không báo nữa. Nên mình sẽ kết nối với Google cộng nè. Google cộng thì nó là mạng xã hội, các bạn cũng biết ha, nó cũng như Facebook thôi. Các bạn có tài khoản thì các bạn chọn kích hoạt đây, nó báo là kích hoạt thành công, kết nối thành công với Google cộng. Để nó có những cái quảng cáo nào liên quan tới Google cộng thì nó sẽ hiển thị cho các bạn click, các bạn kiếm tiền. À, mới click thì đã có một tin rồi nè, được 1,5 điểm này. Tiền của nó tính dựa vào điểm, điểm là credit nha các bạn. Credit càng nhiều thì cái cash là số tiền mình nhận được càng cao. Cái số tiền này nó tính theo euro, 1 euro hiện tại thì khoảng 24.000 Việt Nam, cao hơn đô la. Trung bình chúng ta khi có được 15 euro là có thể rút về tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng của chúng ta qua PayPal. Thì ở đây mình sẽ click vào quảng cáo Google cộng á. Các bạn thấy ở đây nó để có một cái quảng cáo cho mình kiếm tiền rồi đó. Thì mình click vào. Các bạn đợi nó load ra cái trang này các bạn. Đối với những cái quảng cáo này thì chúng ta chỉ cần like thôi. Như like Facebook vậy đó, mình lại like Google cộng. Bấm vô cái. Nếu mà chưa đăng nhập thì nó bắt chúng ta đăng nhập. Cái này là mình tạo, mình điền thông tin khi mà các bạn tạo Google cộng mới thì nó hỏi. Cái này có thể share hoặc là không share lên cái Google cộng của mình cũng được. Đây các bạn add được 1,5 điểm ha. 1,5 điểm thì nó sẽ cộng vô cái credit của các bạn. Các bạn có thể vào phần earn xong rồi là promotion thì các bạn thấy điểm được cộng lên này, các bạn thấy không? 0,01 euro rồi nè. Các bạn có thể có được những đồng tiền đầu tiên rồi đó. Cũng đơn giản lắm nè không các bạn. Mình đã có 0,01 euro rồi. Với một cái chỉ việc click một like Google cộng thì chúng ta có tiền. Tiếp theo chúng ta có một quảng cáo của YouTube. Các bạn thấy chúng ta click vào link này thì nó sẽ bật ra một cái trang chạy cái video này. Thì đây là một hình thức quảng cáo khác của Fastlane. Thì với video chúng ta có thời gian đếm lùi, các bạn thấy không? Các bạn click một cái, các bạn đợi hết thời gian, hết thời gian đếm lùi của nó nè, là chúng ta có tiền. Thật đơn giản phải không các bạn? Nó mở sang một cái pop-up này, thấy không? Thì thường khoảng 30 giây, mỗi video khoảng 20 đến 30 giây gì đấy, tùy. Là get credit nè, cái nào cũng phải là get credit nha các bạn, chứ chạy không là chưa có tiền đâu. Đây 0,4 sẽ lên tiền, mà lên điểm mà lên tiền. Các bạn thấy là điểm là còn tiền chưa lên, có thể nó cập nhật chậm á, không sao hết. Bạn yên tâm, nó không có ăn gian của chúng ta đâu. Đây, YouTube nó khi mà chúng ta chạy thì tự động quảng cáo nó biến mất, các bạn không thể nào click 2-3 lần được nữa. Nó kiểm tra một lần thôi. Thì đó là đối với YouTube. Đó là quảng cáo với YouTube. Hồi nãy đó là mình là quảng cáo với Google cộng, là mình like. Chứ like thì cái quảng cáo đó. Tiếp theo là có phần là traffic. Traffic là gì? Traffic tức là những cái trang web đó, nó sẽ hiện cho các bạn click vào, nó hiện lên một cái trang web nào đó. Để chúng ta khi vào trang web đó nó cũng
có thời gian đếm lùi thì các bạn đợi hết thời gian đếm lùi các bạn bấm ghép Reddit thì nó cũng có tiền, đó là một thức quảng cáo khác. Và các bạn ý khi các bạn chạy quảng cáo với fanpage thì các bạn cứ mở trang fanpage như này, tự động hệ thống nó sẽ cập nhật, các bạn không cần refresh trang web này nhé. Bạn cứ để tab fanpage các bạn để đó, nó tạo thêm mấy cái tab khác các bạn làm gì các bạn làm để nó tự động. Ví dụ như các bạn để các bạn thấy mình có một cái video YouTube nữa kìa, có thể kiếm tiền nữa rồi các bạn ơi. Click vô ngay. Các bạn để chú ý là khi có quảng cáo thì các bạn thấy các bạn click vào ngay nhé, tại vì quảng cáo nó sẽ biến mất nếu mà các bạn không click, người khác click là các bạn cũng cái quảng cáo đó đôi khi click rồi nó tự động nó mất. Nên các bạn thấy quảng cáo thì các bạn cứ click, có bao nhiêu quảng cáo thì mình cứ click, click càng nhiều thì càng có nhiều tiền. Đó, thì cái video thứ hai này chúng ta cũng đợi giống như video lúc đầu á, cứ hết thời gian là bấm có tiền thôi. Các bạn chịu khó đợi thì cũng không lâu lắm, có mấy giây à, vừa làm vừa chơi mình có tiền, các bạn thấy thích không? À, bấm vô Reddit à, các bạn thấy tiếp tục chúng ta có một cái quảng cáo của Facebook này, các bạn thấy chúng ta tới 4 Reddit luôn ha, nên nó hơi cao so với những cái quảng cáo khác. Thường thường like Facebook là điểm lúc nào cũng cao hơn á. Khi click vào nó sẽ chuyển sang trang fanpage của cái đó. Ở đây chắc do chưa đăng nhập nữa, nó bắt mình xác thực gì đã thông tin đó. Nếu các bạn đăng nhập rồi thì nó vô thẳng luôn, không có xác thực. Còn nãy mình chưa đăng nhập nữa, nó bắt xác thực. Đó, cái này mình vô cái fanpage của cái người này rồi nè. Các bạn đăng nhập để các bạn like, các bạn lấy tiền thôi. Click vào thì bên trên trang fanpage nó sẽ có cái nút click lấy tiền. Mà các bạn nhớ các bạn phải like bên đây rồi các bạn mới lấy tiền bên kia nhé. Chưa bấm nút like là chưa lấy tiền được đâu. Để like, các bạn đơn giản thôi. Các bạn biết fanpage là gì mà đúng không? Click like nó like fanpage xong là bấm like xong rồi mình qua đây mình bấm nút click nè, click here web Reddit thì bên tay phải các bạn thấy nó mới vừa tăng lên á, Reddit và các nó mới vừa tăng lên á, mà cái quảng cáo Facebook nó biến mất. Đó, các bạn thấy không? Rất đơn giản. Ồ, mình có mấy quảng cáo nữa kìa. À, nãy giờ làm mà tiền vô quá trời, hai quảng cáo nữa, click mỗi tay luôn. Các bạn thấy, nếu các bạn có thời gian rảnh thì kiếm tiền cũng không khó quá đúng không các bạn? À, các bạn thấy nếu mà quảng cáo càng nhiều thì các bạn càng có nhiều tiền. Thì ở những video tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn với các bạn làm sao cho cái thằng Fastlet này nó hiện ra thật nhiều quảng cáo trong cái trang promotion này của nó nè. Tại vì một số nhiều khi á, mình vào mình kiếm tiền nhưng mà hết quảng cáo và nên đâu có đâu mà click mà lấy tiền thì cũng khó hả. Đó, cái này các bạn thấy traffic này mình, các bạn thấy mình vừa mới làm quảng cáo của traffic á, các bạn còn lại ha. Nãy như mình nãy lúc mình nãy mình nói lúc đầu traffic là những cái lấy được truy cập của những cái trang web nó hiển thị thời gian đếm lùi, các bạn cứ bấm một cái link đó, bấm một cái link đó cái nó chạy hết thời gian mười mấy 20 giây gì đó, đợi các bạn thì bấm xong thì chúng ta sẽ có tiền. À, click here Reddit 0.2 sẽ lên điểm mà lên tiền, quảng cáo biến mất. À, có một cái quảng cáo YouTube nó click ngay đi các bạn, không thì mất. À, chuẩn bị có tiền nữa. À, mình đóng lại thôi, mình không cần coi cái là cái gì, hết thời gian mình cứ lấy tiền thôi. À, thì như nãy mình nói đó, sau này mình chỉ cho các bạn cách làm sao cho thằng trang này nè, trang promotion hiển thị những cái quảng cáo này nè,
hiện thật là nhiều quảng cáo mà mỗi ngày chúng ta vô thì đứt mỗi tay luôn, thì tiền cứ thế mà đều đặn vào tài khoản các bạn đến đúng là 15 euro là mang lúc nó về xài thôi. Và các bạn thấy đây là mình đang làm cho một tài khoản thôi, thì nếu chúng ta tạo nhiều tài khoản và làm cùng một lúc thì các bạn nghĩ tiền chúng ta có nhiều không? Chẳng hạn như mình hiện tại mình làm một tài khoản thì một tháng mình có thể có 5 euro, nhưng mà ví dụ như mình có 50 hoặc 100 thì có tháng có thể có 500 euro là chuyện bình thường các bạn. Theo các bạn nhìn để mình nè, mình vô link này thì đây là thống kê của những người chỉ được doanh thu nhiều nhất trong cái việc click quảng cáo này nè. Có người kiếm được 500 euro luôn các bạn, 250, những sếp từ cao xuống thấp. Bên cạnh tiền là địa điểm đó, các bạn Reddit các bạn ấy. Người ta được tới cả ngàn điểm, mình mà mới chơi mình mới có không phải mấy điểm thôi, từ từ các bạn cần cù siêng năng thì sẽ có kết quả như người ta thôi, có khi còn hơn nữa các bạn. Thì các bạn thấy hình thức kiếm tiền này các bạn có thấy thích không? Mình thì mình rất thích làm chơi mà có tiền thiệt xài đó. Các bạn có thể rút tiền vào trong này nè, một này earn và cash out. Thì đây nó có nói nè, bạn cần tối thiểu là 15 euro để rút tiền. Khi đủ 15 euro thì rút tiền thôi, rút tiền cũng đơn giản thôi các bạn, tại nó đã kết hợp sẵn với lại PayPal rồi. PayPal thì sẽ trong PayPal kết hợp với tài khoản ngân hàng các bạn thì các bạn rút vậy thôi. Bên phải là các bạn thấy cái phần affiliate program không? Đây là phần hoa hồng, tức là ví dụ như mình giới thiệu một người bạn chơi cũng chạy quảng cáo như mình vậy nè, thì các bạn được 20% của cái người bạn đó đó. Ví dụ như người bạn các bạn đạt được 100 đô thì các bạn được 20 đô, 20%, ví dụ như vậy. Thì ở những cái phần sau mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách làm sao mình lấy được hoa hồng từ những người bạn của các bạn. Thì mình vào lại Romotion xem có cái quảng cáo.